Thưa quý vị, khan hiếm, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm, suy thoái môi trường và đặc biệt là biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp đã và đang trở thành thách thức lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Để giải quyết thách thức trên, mô hình kinh tế tuần hoàn đang được cộng đồng quốc tế đánh giá là phù hợp và mang lại hiệu quả bền vững. Thực tế, tại Việt Nam hiện nay, trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn năm 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 cũng đã khẳng định khuyến khích phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn để sử dụng tổng hợp hiệu quả đầu ra của quá trình sản xuất, đồng thời là định hướng phát triển ngành, lĩnh vực và từng vùng miền. Tại nhiều địa phương, vùng kinh tế trên cả nước áp dụng bước đầu đã ghi nhận những mô hình hiệu quả, góp phần giảm thiểu chất thải trong sản xuất nông nghiệp và đồng thời tận dụng hiệu quả nguồn phế phụ phẩm sau thu hoạch, nâng cao giá trị gia tăng cho sản xuất nông nghiệp. Để phát huy và phát triển sâu rộng hơn nữa mô hình kinh tế tuần hoàn tại một trong hai vùng kinh tế lớn thứ hai trên cả nước, đó là vùng đồng bằng sông Hồng, sáng nay tại Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng. Các chuyên gia nhận định, tại Việt Nam, khái niệm kinh tế tuần hoàn còn khá mới mẻ. Hiện chưa có các nghiên cứu đã công bố về phương pháp đánh giá mức độ thực hiện kinh tế tuần hoàn nói chung, cũng như trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nói riêng ở cấp vi mô. Do vậy, việc xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện kinh tế tuần hoàn được quy định chi tiết và cụ thể cho từng vùng kinh tế có ý nghĩa vô cùng quan trọng, trong đó có vùng kinh tế trọng điểm, vùng đồng bằng sông Hồng. Môi trường, kinh tế và xã hội. Đây là đây chúng tôi là chỉ làm rõ thêm một chút là và tách ra cái môi trường kinh tế xã hội để làm rõ nó là nhóm tiêu chí tác động và còn nhóm tiêu chí kỹ thuật thì nó sẽ đủ được cái việc là thực hiện mô hình được như thế nào. Góp ý tham luận tại tọa đàm, nhiều chuyên gia cũng cho rằng việc đánh giá mức độ thực hiện kinh tế tuần hoàn đòi hỏi phải đánh giá nhiều khía cạnh khác nhau. Thông qua buổi tọa đàm hôm nay là một buổi tọa đàm liên quan đến việc xây dựng cái bộ chỉ số phân tích đánh giá các cái tác động của cái kinh tế tuần hoàn đến các hoạt động kinh tế xã hội, đặc biệt là nhấn mạnh liên quan đến lĩnh vực về kinh tế, về xã hội cũng như là về môi trường. Và cái kinh tế tuần hoàn thì nó lại là dưới dạng là kinh tế xanh, ứng dụng hay là áp dụng mà nó nhấn mạnh vấn đề về cái vấn đề môi trường, bảo vệ môi trường, môi sinh, bảo vệ cái cuộc sống an lành con người. Thì đây là cái mà cũng là cái mục tiêu thiên niên kỷ của mỗi một quốc gia, trong đó có Việt Nam. Thì hy vọng là khi Việt Nam chúng ta các cái chính sách pháp luật hướng đến và cũng có sự hỗ trợ của nhà nước, của các cái doanh nghiệp, cần có sự đầu tư của các doanh nghiệp nữa, cũng như sự ủng hộ từ phía những người nông dân, những người lao động. Trên thực tiễn, các mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam đã có từ sớm. Điển hình như nhiều mô hình sản xuất như vườn ao chuồng hay mô hình trang trại trên cát, vườn ao hồ. Những mô hình này đã giúp giảm phát thải, đem lại thu nhập tốt cho người dân. Bằng việc áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, các mô hình này có thể được nâng cấp thành các mô hình kinh tế, áp dụng cho toàn quá trình sản xuất, nhằm mục tiêu đưa lượng phát thải trong sản xuất xuống mức thấp nhất. Do vậy, bên cạnh việc xây dựng bộ tiêu chí riêng cho vùng đồng bằng sông Hồng, các tiêu chuẩn định lượng cho từng lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi hay thủy sản cũng cần thiết kế với bộ đánh giá riêng. Ngay sau chương trình tọa đàm, chúng tôi đã có một buổi trò chuyện với tiến sĩ Nguyễn Thế Kiên, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Phân tích Kinh tế Xã hội thuộc Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội về nội dung xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện kinh tế tuần hoàn với riêng vùng đồng bằng sông Hồng cũng như là các vùng miền khác ở trên cả nước. Xin mời quý vị theo dõi. Xin được cảm ơn ông đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay cùng VTC16. Tại sao mà mình lại phải có một bộ tiêu chí riêng cho đồng bằng sông Hồng? Và đồng bằng sông Hồng thì cần phải kế thừa cũng như là phát huy hay là học hỏi gì từ những cái mô hình của đồng bằng sông Cửu Long ạ, thưa ông? Như ta thấy thì ở trên thế giới có rất nhiều những nghiên cứu và những cái bộ tiêu chí đã được áp dụng để đánh giá cái mức độ thực hiện kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên thì ở Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, thì chúng ta thấy rằng là đâu đó cũng có một số những cái bộ tiêu chí nhưng chưa thực sự là có bộ tiêu chí cho đặc thù của từng địa bàn, từng khu vực cụ thể như là đồng bằng sông Hồng. Chính vì vậy mà nhóm nghiên cứu lựa chọn đồng bằng sông Hồng là một trong những lý do. Và lý do thứ hai để lựa chọn đồng bằng sông Hồng bởi vì đồng bằng sông Hồng cũng là
khu vực đứng thứ hai về cái sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam. Và đồng thời với đó là hiện nay thì chúng ta thấy rằng là đồng bằng sông Hồng cũng đã có một số những cái mô hình mang tính mô hình nhỏ, những cái mô hình còn chưa thực sự là quy chuẩn trong cái quá trình phát triển kinh tế tuần hoàn, nên là nhóm đối tượng, nhóm nghiên cứu là nhắm đến cái phạm vi nghiên cứu là đồng bằng sông Hồng để làm phạm vi nghiên cứu, và đối tượng đó là người nông dân và doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp. Bộ tiêu chí và tiêu chuẩn để xác định cái mô hình kinh tế tuần hoàn tại khu vực đồng bằng sông Hồng thì được xây dựng dựa trên những cái tiêu chuẩn và cái phương pháp như thế nào ạ? Vâng, thực ra thì báo cáo quý vị là cái nhóm nghiên cứu thì cái kết quả ngày hôm nay chúng tôi gọi là đưa ra để tham vấn ý kiến của chuyên gia, thì chúng tôi cũng mới tiến hành điều tra pilot và xin ý kiến tham khảo ban đầu của chuyên gia, còn thực tiễn và còn một cái quá trình thực tiễn nữa để hoàn thiện. Sau cái buổi hội thảo này, chúng tôi sẽ hoàn thiện cái bộ tiêu chí, và từ đó chúng tôi sẽ tiến hành điều tra ban đầu rồi áp dụng những cái phương pháp định lượng để kiểm tra xem là những cái tiêu chí nào nó phù hợp với Việt Nam, và đặc biệt là phù hợp với địa bàn nghiên cứu là đồng bằng sông Hồng. Sau đó thì chúng tôi hoàn thiện cái bộ tiêu chí và chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, khảo sát trên đánh giá các cái mô hình trên diện rộng của đồng bằng sông Hồng. Ông đánh giá như thế nào về cái tính khả thi cũng như là cái thời gian dự kiến mình có thể công bố cái bộ tiêu chí này rộng rãi ạ? Vâng, hiện nay thì theo cái kế hoạch thì chắc là sang cuối tháng 12 chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, khảo sát để đánh giá hoàn thiện cái bộ tiêu chí, tức pilot để hoàn thiện. Sau đó thì sang tháng khoảng đầu năm 2023 thì chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, khảo sát trên diện rộng và sẽ có cái kết quả cụ thể về bộ tiêu chí, có thể có kết quả cụ thể về bộ tiêu chí và cái đánh giá được cái mức độ thực hiện kinh tế tuần hoàn ở đồng bằng sông Hồng. Thưa quý vị, cũng về câu chuyện kinh tế tuần hoàn, số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy là hiện cả nước có hơn 200.000 ha nuôi tôm công nghệ cao, trong đó thì tập trung nhiều nhất là tại hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng với tổng diện tích khoảng 186.000 ha. Và đây cũng là hai địa phương được các doanh nghiệp trong và ngoài nước tập trung đầu tư nguồn lực phục vụ cho chế biến và xuất khẩu. Và không chỉ có các doanh nghiệp đầu tư nuôi tôm công nghệ cao mà hiện nay một số các hợp tác xã nông nghiệp còn có tiềm lực cũng đã mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi tôm lót bạt, ứng dụng công nghệ cao. Tại tỉnh Bạc Liêu, hợp tác xã nuôi tôm công nghệ cao Đông Hải còn dành một quỹ đất lớn để làm các ao chứa nước, xử lý nước thải theo phương pháp tuần hoàn, không xả thải ra môi trường. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng tham quan mô hình này. Hợp tác xã nuôi tôm công nghệ cao Đông Hải, huyện Đông Hải, Bạc Liêu được đánh giá là điểm sáng trong việc tiên phong ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm và mang lại hiệu quả cao. Hợp tác xã Đông Hải đang thực hiện nuôi tôm công nghệ cao theo tiêu chuẩn ASC. Các thành viên không nuôi tôm dưới các ao cũ mà đầu tư các ao tròn nổi lót bạt phục vụ nuôi tôm trên cạn. Khi chuyển đổi nuôi tôm công nghệ cao theo 3 giai đoạn, các thành viên đã chủ động kiểm soát môi trường nuôi nên hạn chế được nhiều nguy cơ dịch bệnh cho con tôm. Trung bình mỗi năm nuôi được 4 vụ, mỗi ao nuôi 1.000 mét khối cho sản lượng khoảng 4 tấn một vụ. Tôm được doanh nghiệp ký hợp đồng thu mua toàn bộ phục vụ chế biến. Nuôi tôm là phải nuôi nước, mà nuôi ở bên ngoài thì mình không có điều chỉnh mà xử lý nước nó rất là khó. Theo nuôi cái cách truyền thống trước đây. Còn nuôi cái cách mà công nghệ cao như thế này là cái quản lý nước rất là dễ. Thí dụ như mình nuôi mình thấy cái ao nào mà nước nó hơi dơ thì mình thay nước nhiều. Rồi mình xử lý vi sinh đầu nhiều thì nó trở lại cái màu nước rất đẹp, rất tốt. Một điều đặc biệt được hợp tác xã nuôi tôm công nghệ cao Đông Hải ứng dụng trong quá trình nuôi tôm đó là xử lý nước thải theo phương pháp tuần hoàn hở. Ống nước này đang xả nước thải từ các ao nuôi tôm ra ao đất. Tại đây, ông Nhiệm dành quỹ đất để bố trí tới 6 ao xử lý nước thải. Dưới mỗi ao như thế này sẽ nuôi các loại cá, cua. Khi nước thải bơm vào đây, cá sẽ ăn hết tạp chất. Nước mặt tại ao sẽ chảy qua các ao lắng khác,
Sau đó nguồn nước này sẽ được ông Nhiệm lấy về xử lý thành nước nuôi tôm. Một vòng khép kín như vậy, đảm bảo quá trình nuôi không xả thải ra môi trường, mà giúp cho hợp tác xã chủ động được trong quá trình nuôi, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nước thải là rất quan trọng. Mình làm không tốt rồi đó, không phải gây ô nhiễm môi trường cho bà con xung quanh, mà chính nó cũng hại cho mình nữa. Cho nên tôi cũng mong muốn khuyến cáo bà con mình đó là trong hợp tác xã là nuôi ít thôi, nhưng mà là chưa có diện tích bên ngoài cho nó nhiều, để mình xử lý môi trường cho nó tốt hơn. Việc chủ động ứng dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao tuần hoàn như hợp tác xã nuôi tôm công nghệ cao Đông Hải đang thực hiện không chỉ giúp nâng cao lợi nhuận kinh tế mà còn thể hiện trách nhiệm của người sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường. Câu chuyện về mô hình nuôi tôm tại Bạc Liêu và một số các địa phương khác ở vùng đồng bằng sông Cửu Long là một trong những ví dụ điển hình mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp. Còn đối với các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng được đánh giá là đang có sự chuyển hướng sang kinh tế tuần hoàn rất mạnh mẽ hiện nay, thì ngành nông nghiệp và các địa phương cần phải phát triển và định hướng ra sao? Để có thể trả lời câu hỏi này, xin mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng với vị khách mời của chúng tôi tiếp tục phân tích về nội dung này. Mô hình kinh tế tuần hoàn được triển khai tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khá là lâu và đến nay là cũng ghi nhận được rất là nhiều những cái hiệu quả tích cực. Thì với cái những cái mô hình như là trong phóng sự vừa rồi chúng ta đề cập, thì ông đánh giá sao về những cái mô hình như thế? Thực ra thì các cái mô hình kinh tế tuần hoàn chúng ta cần phải quan tâm đến ba khía cạnh. Thứ nhất là vấn đề về môi trường đặt lên hàng đầu. Thứ hai là vấn đề kinh tế. Thứ ba là cái vấn đề về tác động xã hội. Thì đâu đó cái vấn đề về áp dụng những cái công nghệ cao trong cái việc các cái mô hình nuôi tôm ấy, thì thực chất nó đem lại cái hiệu quả kinh tế cũng khá là lớn và nó cũng tác động đến xã hội trong cái việc là tạo công ăn việc làm. So sánh với các tỉnh đồng bằng sông Hồng thì sao ạ, thưa ông ạ? Thì bài học cho đồng bằng sông Hồng ở chỗ là trước tiên là chúng ta cần phải xây dựng những cái bộ tiêu chí, những cái về những cái mô hình theo cái quy chuẩn, để từ đó là chúng ta sẽ hướng dẫn cho người dân, cho doanh nghiệp, rồi cho những cơ quan quản lý, để làm sao đó chúng ta vận hành, chúng ta tiến hành sản xuất kinh doanh một cách bài bản theo đúng quy chuẩn. Để mà triển khai kinh tế tuần hoàn tại đồng bằng sông Hồng thì là chúng ta có những cái thuận lợi cũng như là khó khăn như thế nào ạ? Hiện nay thì cũng qua những cái phỏng vấn ban đầu thì cũng thấy được rằng là các cái cơ quan ban ngành và địa phương cũng và người dân cũng rất là quan tâm đến cái vấn đề là phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trước cái bối cảnh của hội nhập quốc tế, thì chúng ta cần phải đáp ứng những cái tiêu chuẩn quy định, những cái quy chuẩn của thế giới khi mà chúng ta tham gia vào những cái hiệp định thương mại, ví dụ như là EVFTA. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì cũng cái việc phát triển các cái mô hình kinh tế tuần hoàn trong công nghiệp cũng gặp phải những cái vấn đề đặc thù của cái nông nghiệp Việt Nam, đó là manh mún, nhỏ lẻ, nên là việc áp dụng các cái quy trình sản xuất, các cái mô hình sản xuất mang tính chất kinh tế tuần hoàn trên cái thì nó gặp rất nhiều những cái khó khăn. Trước những cái thuận lợi cũng như là khó khăn như vậy thì mình có khuyến nghị như thế nào với các địa phương cũng như các cái chủ thể khi mà tham gia vào mô hình kinh tế tuần hoàn? Trước tiên là chúng ta phải xây dựng và hoàn thiện cái hành lang pháp lý và những cái xây dựng những cái bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn về phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, tăng cường cái việc là đầu tư cho nghiên cứu khoa học, rồi chuyển giao khoa học công nghệ, hướng dẫn người dân các cái thực hiện các cái quy trình sản xuất kinh tế tuần hoàn. Và cuối cùng là tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan trong quá trình thực hiện kinh tế tuần hoàn. Vì trong quá trình thực hiện kinh tế tuần hoàn thì trong nông nghiệp thì người nông dân là chủ thể chính thực hiện. Tuy nhiên thì để mà thực hiện được thành công cái kinh tế tuần hoàn thì cái việc hỗ trợ của các cơ quan ban ngành, của chính quyền địa phương, rồi của các doanh nghiệp
để người dân có thể vượt qua những cái rào cản về về vấn đề về vốn, về kỹ thuật, về vấn đề thị trường, thì cái việc mà sự tham gia của các bên liên quan nó có ý nghĩa rất là quan trọng. Xin được cảm ơn ông đã tham gia trò chuyện cùng chúng tôi ngày hôm nay ạ.